đấu giá nhiều lô đất ở vị trí đắc địa nhưng vợ chồng Nguyễn Xuân Đường Đường Nhuệ chỉ nộp tiền cho chính quyền sau khi đã bán thu lời. Ngoài bị khởi tố tạm giam về tội cố ý gây thương tích, bị can Nguyễn Xuân Đường Đường Nhuệ đang bị công an tỉnh Thái Bình điều tra tội danh liên quan đấu giá đất. Từ việc điều tra sai phạm của Đường Nhuệ và vợ là Nguyễn Thị Dương, hôm ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt 4 cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Tại Thái Bình, Đường Nhuệ được biết đến là người có nhiều tài sản khi cùng vợ điều hành công ty bất động sản Đường Dương. Công ty do Dương là giám đốc, hoạt động từ năm 2015 với hình thức kinh doanh đấu giá đất, sau đó chuyển nhượng kiếm lời. Khi giao dịch thành công, vợ chồng Đường Dương thường đăng trên mạng xã hội khoe chiến tích với hình ảnh hàng chục cuốn sổ đỏ của các lô đất ở vị trí đắc địa. Ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng, cho biết Vợ chồng đường tham gia nhiều cuộc đấu giá đất tại địa phương và cũng hay trúng. Tới các phiên đấu giá, cặp đôi thường dựng theo hàng chục đàn em để thị uy. Tháng 1 năm 2019, huyện tổ chức đấu giá 24 lô đất thuộc xã Lô Giang, công ty đường dương trúng 20 lô với giá không quá cao so với mức sàn. Năm 2018, huyện tổ chức đấu giá khu đất xã Đông Phương với giá khởi điểm là 1,5 triệu đồng 1 mét vuông và dương trúng 3 lô với giá cao hơn khởi điểm 10 triệu đồng. Nhiều số lô đất sau khi đấu giá xong được công ty Đường Dương chuyển nhượng với giá gấp đôi. Tại huyện Vũ Thư, cách thành phố Thái Bình gần 10 km, công ty Đường Dương trúng đấu giá hơn 10 lô đất ở trung tâm thị trấn xã Sông An. Ngoài những lô đã sang tên cho người khác kiếm lời, số còn lại vợ chồng đường nhuệ bỏ không và chưa nộp tiền cho chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông An Lương Văn Đình cho biết, địa phương bắt đầu đấu giá từ năm 1991 và đều êm đẹp, Đến năm 2018, vợ chồng Đường Nhuệ tham gia, mọi chuyện khác hẳn. Năm đó, xã phối hợp cùng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức đấu giá của các lô đất quy hoạch khu dân cư Sông An. Sau thời gian đăng tải thông tin, ba địa điểm là xã, huyện và trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tiếp nhận được 403 hồ sơ của 109 người. Vợ chồng đường nộp nhiều hồ sơ, song không phải là địa phương mà tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở tư pháp, ông Đình nói. Vị chủ tịch xã cho biết thêm, sau buổi đấu giá trúng 7 trên 11 lô đất ở vị trí đắc địa, nhiều thanh niên xâm trổ nghi là đàn em của đường Nhuệ đã gây hấn và tác vợ của một người trúng đấu giá ngay trước cổng ủy ban nhân dân xã. Nhiều người trúng đấu giá khác cũng bị đe dọa ngay tại trụ sở và chặn dọc đường. Tuy nhiên, hai bên đều tự giải hòa nên chính quyền xã Sông An không nắm được nội tình cụ thể. Trong 7 lô đất trên, công ty Dương Đường chỉ nộp tiền hai lô để làm sổ đỏ và chuyển nhượng luôn ăn chênh lệch. Còn lại 5 lô, lãnh đạo xã và huyện nhiều lần gọi điện thuyết phục hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Xong, Đường Dương bất hợp tác. Vợ chồng Đường Dương chỉ trả lời nộp tiền đấu giá cho các lô đất khi bán được, còn không cứ để lấy. Ông định nói và cho hay, khi đó không có quy định sau bao nhiêu ngày trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên đành chịu. Từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình mới có quyết định sau 30 ngày trúng đấu giá phải thanh toán, nếu không sẽ bị hủy quyết định trúng đấu giá và 10% tiền đặt cọc bị sung nợp vào ngân sách nhà nước. Vợ chồng đường nhuệ còn bị tố cáo thường đe dọa những người đi đấu giá đất để thao túng một mình một chợ. Một người đàn ông từng tham gia đấu giá đất ở huyện Đông Hưng cho biết, năm 2018, trúng một lô nhưng vừa ra ngoài cửa đã bị đường nhuệ ép bán lại. Sau khi thỏa thuận trong sự đe dọa, ông này nhận tiền trên lệch 50 triệu đồng so với giá gốc, xong vừa ra khỏi trụ sở ủy ban đã bị đám đàn em của đường nhuệ chặn đường lột sạch tiền theo người đàn ông này đường nhuệ còn tham gia đấu giá đất thuê ví dụ hắn sẽ cầm tiền để đấu giá cho một người và đe dọa buộc người khác tham gia phải dừng lại ai không làm theo sẽ bị đe dọa và hành hung Ngày 17 tháng 4, ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho biết, công an tỉnh đã làm việc với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Văn phòng Sở Tư pháp, hiện toàn bộ hồ sơ sổ sách liên quan đến đấu giá trong những năm gần đây của trung tâm cũng bị niêm phong để phục vụ điều tra. Ông Quân từ chối nói về sai phạm của cán bộ trong hai đơn vị trực thuộc sở, chỉ cho hay đang phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ án.